mà biết tu phước tu duyên á, là quý vị biết rằng cái ý niệm của mình nè là tu phước tu duyên đó. Ý niệm á, ý niệm thiện á, là tu phước tu duyên đó. Nếu như bây giờ mình mà không nghe Phật pháp á, làm sao mình biết được ý niệm này nó tác hại kinh khủng luôn. Quý vị biết rằng có những con người mà mang một ý niệm ác đó nghe, mà nó làm cho cơ thể già và ma bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi, và suy phước luôn từ ý niệm ác mà ra. Còn nếu như một con người mà nghe đạo rồi mang một ý niệm thiện á, ý niệm thiện này nó phát ra nghe, mỗi ngày nó thường phát ý niệm thiện, mỗi ngày nó thường phát ý niệm thiện, mỗi ngày nó cứ phát ý niệm thiện, cái phúc báo quý vị cực kỳ lớn, phúc báo rất là lớn luôn, mà nó thay đổi cái số mệnh cuộc đời quý vị luôn. Từ cái ý niệm thiện mà nó thay đổi cái số mệnh cuộc đời luôn, 100%. Bây giờ mình là một con người bị tàn tật, bị què hoặc bị mù đi, mình chỉ cần thay đổi cái ý niệm mà mình bị tiêu cực thôi, thì tức khắc dù mình tật nguyền bệnh hoạn gì mình cũng không còn khổ nữa chứ. Vì mình hiểu được rằng cái nguyên lý của cuộc đời này á, cái thời gian của mình sống á, nó không có bao lâu hết trơn á, nó chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à. Bây giờ những đức xác thực nè, cái năm mà những đức xa gia đình đó, là cái quan niệm của những đức là vì nhà quá khổ. Những đức nhìn cái gia đình này không ngóc đầu lên nổi, nói thật mà nói, những đức nhìn cái gia đình những đức ngóc đầu lên không nổi. Nhà có 10 công đất, năm nào làm lúa về là cứ bán lúa trả nợ rồi đi cắt lúa kiếm ăn, cứ làm gì hoài. Mà những đức cứ nói với ba mình là ông bán 3 công đất đi, mà lúc đó những đức mới có 16, 17 tuổi gì á. Những đức nói với ba, những đức là ba bán 3 công đất đi ba, bán đại đi, rồi lấy tiền 3 công đất này trả nợ cái đi, rồi mình làm 7 công, rồi mỗi năm cắt lúa gì là mình có dư lúa rồi, thì vài năm thôi mình có tiền mình mua đất thêm, mà mình không có thiếu nợ ba. Ông nói mày cứ bán đất, sau này mà tao cho mày chắc mày bán hết quá. Mà mình nói ông nghe, ông nghĩ mình còn nhỏ, nói ông không nghe, thôi nghĩ. Rồi như đức lúc đó là như đức nhìn cái gia đình, như đức nói cái gia đình này ngóc đầu lên không nổi chắc chắn luôn. Năm những đức 18 tuổi, năm 18 tuổi là nửa đêm những đức trốn đi luôn, bỏ nhà đi lên thành phố. Khi lên thành phố vậy thì mười mấy năm ở trên thành phố của những đức là từ ban đầu cực, và khi có tiền là bắt đầu hư, khi có tiền là hư. Qua mười mấy năm đó rồi tới 29 tuổi như đức mới gặp Phật pháp, là thời gian của như đức sống thành phố được 11 năm. Mình thấy rõ ràng sống nơi chốn phồn hoa ngay trung tâm thành phố, đường Sương Nguyệt Ánh là ngay trung tâm thành phố luôn. Như vậy đó, dù nơi chốn phồn hoa nhưng người ta là người giàu sang, có địa vị, có tiền, người ta hộ khẩu thành phố, cùng mình đi làm công thì bản thân của mình vẫn là kẻ khổ, vẫn là kẻ khổ. Và lao theo cuộc chơi vẫn là không có ngày mai gì hết chưa. Thì từ khi những đức gặp Phật pháp, thì nhờ Phật pháp nó mới cho những đức một tư tưởng hình như lặp lại cái số phận cuộc đời luôn trời. Nếu như những cái đoạn những đức chia sẻ này mà cái người nghe đó nghe, mà cái người mà có nhận thức được quý vị, những đức nói với vị nghe chứ, nếu như cuộc đời những đức á, mà cái năm mà 24 tuổi á nghe, mà những đức mà chỉ cần nghe Phật pháp thôi là chắc chắn là năm 24 tuổi là những đức đã tìm hiểu Phật pháp rồi đó. Chắc chắn là tìm hiểu Phật pháp rồi đó. Tại vì sao? Những đức đang rất khao khát để gặp được một cơ hội, một tư tưởng, nhưng mà tới 29 tuổi mới gặp. 29 tuổi mới gặp. Nếu như một người nào mà nghe mình nói chuyện mà họ có tư tưởng nghe, là tức khắc dù cuộc đời họ nghèo tật nguyền gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ thay đổi cái quan niệm của họ lại luôn, thay đổi lại. Tại vì mình đang còn sống là mình mừng rồi, tại sao mình đi sống khổ làm chi? Mình đi sống khổ làm gì? Tại sao mình không sống cho nó vui, mình sống cho nó đặc biệt, mình sống cho nó có ý nghĩa? Bây giờ ví dụ như một số anh em nam, ví dụ như đi lại chùa mình tu nè, tự nhiên bây giờ mình thành kết bạn với nhau, tự nhiên trong cái cuộc đời này mình gặp những người bạn lành, bạn thiện không? Dù như đức là người xuất gia hướng dẫn quý vị, nhưng những đức vẫn thích là tình bạn, chơi chung với nhau. Tự nhiên mình cùng một mảng người có tư tưởng không à,
Dù là xuất gia hay cư sĩ gì cũng là có một tư tưởng để làm chi? Để cùng chung tay nhau để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời vẫn là hay. Tự nhiên bây giờ mình gặp nhau có thể ngồi ăn một buổi cơm chay, có thể ngồi uống ly nước lạnh. Còn đặc biệt hơn là chúng ta gặp nhau ngoài đời đi uống bia nữa. Nhưng Đức nói 100% luôn. Vì trời ơi, nếu mà người ta nói rằng ông mà có được nhậu nhẹt đi chơi gì đâu mà ông nói gì. Nó trời ơi, mấy cái vụ đó là tôi chơi quá trời rồi, tôi ngán đến cuốn họng rồi, nên tôi cảm giác hết trơn rồi, tôi biết hết rồi. Từ nơi đó mà tự nhiên có người thiện gặp nhau gì nè. Ồ, cái cảm giác đặc biệt lắm quý vị ơi. Ừ. Giữa người thiện với người thiện mà gặp nhau á, mà chơi chung với nhau á, trời nó hạnh phúc dữ lắm. Nó bình an dữ lắm. Rất là bình an. Nhớ nghe. Giữa người thiện với người thiện nó chơi chung với nhau rất là bình an. Còn thử mình chơi với người bất thiện mà mình tính toán thôi coi, mình sẽ rất là bất an. Nên á, nếu như quý vị gặp một người bất thiện đó, nhà Đức khuyên quý vị, nếu như quý vị đủ năng lực thì quý vị cứ chơi chung đi. Còn nếu không đủ năng lực mà phiền não, thà tránh xa càng sớm càng tốt. Chúng ta yếu đừng ra gió, hiểu chưa? Chứ đừng có nói ồ tôi là người học Phật, tôi từ bi vậy lắm, tôi phải giúp chúng sanh. Mình chưa đủ năng lực để giúp người này thì mình tránh người này đi, để mình gầy dựng cùng với người thiện, để mình niệm Phật, mình đi về cực lạc, mình đủ năng lực mình trở lại mình giúp họ sau cũng được, đâu có muộn, hiểu chưa? Còn nếu như mà bây giờ mình nghĩ bây giờ mình nghe Phật pháp rồi, bây giờ tôi phải độ người này mà mình độ không được mà phan duyên chi, nó gây ra nhiều cái tác hại không có tốt đâu, chắc chắn luôn. Kìa, có nhiều anh em ở trong chùa kìa, ngoài đời ăn mặn vô chùa ăn chay, ở trong chùa 3-4 năm giờ ăn chay, vừa bước ra ngoài đời nửa tháng sau, một tháng sau ăn mặn liền. Ghê chưa? Kinh khủng chưa quý vị? Vì thấy cái nhân tố của cái xã hội chưa? Đó. Nên những Đức nói rằng là hàng cư sĩ ngoài đời mà vẫn ăn chay trường, rồi bạn bè rồi rủ đi ăn nhậu mà vẫn ăn chay trường, quý vị, những Đức nói quý vị là cao thủ. Thật sự mà nói á, cái sự quyến rũ nó ghê quá. Mà quý vị vẫn duy trì được, rồi ở nhà đâu phải dễ tu đâu, vậy mà quý vị vẫn giữ được từ khóa sáng tối quý vị tu, là do quý vị được mồi dữ lắm á, nên nó mới có thể tu được. Thử mà bỏ đi vài tháng đi rồi quý vị sẽ thấy nó lạc lẽo liền à. Nên mỗi ngày phải cần được nhắc nhở suốt vậy đó. Nên chúng ta mà đi đến đây mà gặp bạn lành, bạn thiện gặp nhau, trời ơi nó mừng gì đâu, nó quá mừng luôn. Dù là anh em mình giờ không có tìm giàu có gì với nhau mà mừng gì đâu. Tại vì trong cuộc đời mình, ví dụ như bây giờ những Đức với mấy anh em ngồi đây nè, sau này mấy ông bây giờ tôi già mấy ông lớn hộ niệm, còn mấy ông già mấy ông lại đây tôi hộ niệm chứ. À, mấy cô sùng sộn đây cũng vậy, chúng ta hộ niệm cho nhau. Thí dụ như nghe ông thầy Đức gần chết rồi, xong mình đến mình niệm Phật hộ niệm cho ông, đúng không? Còn ví dụ như mấy cô mà cũng tuổi tuổi gì nè, cũng siêu que rồi đó, thì mình lết vô đây. Hiểu chưa? Trời ơi, mình vô đây mình đã có duyên làm bạn nhau rồi, từng nào cũng gặp nhau, từ nghe Phật pháp chung rồi cùng hướng đến một tư tưởng giải thoát, quý vị thấy nó hạnh phúc chưa? Cũng là 3 buổi cơm thôi à. Bây giờ cuộc đời con người là 3 buổi cơm thôi chứ cái gì. Rồi bây giờ con quý vị cũng tiếp nói là gì? Là 3 buổi cơm. Bây giờ quý vị đem một đống của này vì để là cho nó, để cho nó không biết chấp nhận 3 buổi cơm hả? Tại sao quý vị không cho nó 3 buổi cơm thôi? Đó là cho nó biết đủ là nó là kẻ giàu nhất, hiểu chưa? Nghĩa là cho nó biết đủ thì nó là kẻ giàu nhất. Còn quý vị mà cho nó dư thừa, trời ơi, thì nó không có chấp nhận đâu, thì nó cực kỳ khổ luôn. Có khi nó còn hư nữa, có khi nó còn hư nữa đó nghe. Đó. Nên từ nơi đó mà mình tại sao không dạy cho con mình một tư tưởng từ khi còn nhỏ, biết đủ thường vui đi.
Cái tư tưởng này nó không phải tiêu cực đâu quý vị. Quý vị coi Nhuận Đức có tiêu cực không? Trời ơi, Nhuận Đức bây giờ đang lo cho 1,000+ người, mà Nhuận Đức còn làm bao nhiêu chương trình? Từ đây tới Tết quý vị coi đó. Nè, như bữa nay thứ bảy là quý vị thấy không? Cả ngày nay, hôm qua mà buổi chiều mà Nhuận Đức 5 giờ chiều Nhuận Đức qua bên kia gặp ban bệ bên kia, 8 giờ về tới đây, từ 8 giờ tới 9 giờ rưỡi gặp mấy cô sắp xếp việc. Quý vị coi là 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi bắt đầu là ngủ một chút, sáng bắt đầu là gì? 2 giờ mấy, 3 giờ bắt đầu là thức, tu một thờ, lên chia sẻ Phật Pháp một thờ. Xong bắt đầu xuống ăn cơm, sắp xếp việc này việc kia, đi vòng vòng coi một chút, cái tới chương trình khiếm thị. Dớt một phát tới 11 giờ trưa. 11 giờ trưa về đâu có ngủ liền được đâu. Cái đầu nó đang nhiều thứ bên trong quá, nó quay ra lại. Bắt đầu nằm một chút xíu, bắt đầu thức dậy, bắt đầu chia sẻ Phật Pháp buổi chiều. Buổi chiều chia sẻ Phật Pháp xong, cái đầu tới giờ xuống ăn cơm. Ăn cơm xong cái thấy thời gian còn rộng quá, thấy gì rủ chú Tâm Nguyên lấy xe đi qua bên Bảo Tháp, chở 18 đứa nít. Con ta đưa mình lo đây nuôi đây mà, tội nghiệp nó. Tết thôi kệ, đưa nó ra ngoài kia, mua cho nó mỗi đứa một đôi dép bi tích. Bi tích là bi tít vậy đó. Hiểu không? Trộn nít nó vui lắm mấy vị ơi. Mua cho thằng đứa đôi dép, rồi mới đi ra ngoài á, cái tiệm bán đồ, mua cho thằng đứa 2 bộ đồ. Thấy không? Kệ nó, trong chùa nó chỉ có vậy thôi. Mà mua xong mà còn nói nó, từ bữa nay bắt đầu mang đi con. Chứ bây giờ mình đâu có chờ ngày nào mà mang con. Chùa mà ngày nào cũng là chùa thôi, chứ con lựa ngày nào mang. Người ta ngoài đời người ta đồ mớ, lâu lâu người ta đám cưới đám giỗ người ta mới mang. Còn mình thì giờ mình ở trong chùa thôi, giờ những đức mua cho con cứ mang đại đi. Hiểu không? Nhưng mà mỗi thằng ghi cái tên của mình ở châu dép sao nhỏ nhỏ á, nhờ chú Tâm ghi giùm. Tại giống nhau, nó lộn đây, nó quýnh lộn nhau nữa mất công. À, thế giờ mình còn phải chỉ đến mức gì. Rồi xong cái đó, cái đầu những đức còn thấy thời gian, nhưng mới thấy sẹt qua bên mấy thằng thợ hồ. Bữa nay mấy thằng thợ hồ nó về Phú Yên, nó làm bên kia bên cả năm. Thôi thấy vậy lì xì cho mỗi thằng cái vé xe, với tặng cho mỗi thằng chiếc máy nghe Pháp V52. Còn dặn dò rằng cái máy nghe Pháp này những đứa gửi cho cha mẹ của mấy anh chị. Nó, còn ở đây là vé xe tình con người đến con người. Nó không là bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà đây là tình cảm con người đến với con người nhau. Rồi bắt đầu xong hết trơn, từ bên đó cái đầu lấy cái bao dép mua cho mấy chú lớn trong chùa mới á. Bên chùa mới cũng 20 chú. Cái mua đâu 60 đôi dép mới mua. Cái đem ra cái cho mấy anh thử đôi nào vừa lấy đi. Mỗi đôi vừa lấy đi. Rồi mỗi ông được đôi dép, rồi tặng cho mỗi ông thêm 10 đôi vớ. Để Tết đồ mang, đồ dí nhảnh đồ chơi. Hiểu không? Rồi từ bên đó mới chạy về đây. Chạy về đây cái tắm một cái rồi chuẩn bị qua đây luôn. Thấy cái thời gian không quý vị? Vậy mà tại sao cái cảm giác nó vui, vui vô cùng vui. Rồi tối hôm nay cái hồi đem dép về đây, tối hôm nay xong nè, cái đầu tới mấy chú bên đây nè, kêu mỗi ông thử đâu dép. Quý vị phải tạo ra một cái gì đó trong cái cuộc đời này, nó có một cái mớ mẻ, cái pháp vị. Là giống như Tết thì ngoài đời ta đi mua sắm, còn trong chùa thì bây giờ thôi kệ, cũng một đôi dép về cho anh em, một đôi vớ cho anh em. Rồi mấy anh em xuất gia thì tặng cho mấy ổng người 20 máy niệm Phật gửi về gia đình. Tự nhiên cái nó có một cái gì đó của tình anh em. Còn mấy chú cư sĩ thì gì được rồi. Đó, quý vị coi á, cái chung chung vậy mà tại sao mà cái cảm giác như Đức đi tu mà trời ơi nó vui gì đâu mà nó đặc biệt, nó quá ý nghĩa. Đó, rồi trước 2-3 ngày trước thì mua dép cho mấy cô mình đây. Tính ra mấy cô mình đây và bên Đại Tùng Lâm tính ra 100 cô. Đi ra cái tiệm dép mà đi 3 ngày. Thầy chia ra chứ 100 cô mà ra cái chợ người ta đi thấy đàn đi chứ người ta sợ. Ta tưởng đâu ra người ta bắt hết. Đi 3 ngày mua hết luôn mọi người đâu dép, bi tích. Đó,
thì những đức nói thôi mua rồi thì thôi mang được mang đi. À, mà mang xong rồi á, khi lên cầu thang thì cầm đâu dép cầm theo. Các chứ đông người kiểu này coi chừng vừa mới mang đi để đó đi xuống đâu mất tiêu. Không mà nhất là cái cổ mà mình bo bo mình giấu quý vị mà mắt mình tiếc lắm. Thí dụ như cái cổ mình không dám xài, mình vừa đem ra mình để cầu thang cái tự nhiên mình bước lên bước xuống đâu dép mất tiêu, nó tức trầu hô. Thà mình kêu họ mang đi, mang được 5-10 ngày hay nửa tháng gì đó mà bị mắc thì họ vẫn có mang rồi, hiểu chưa? Nên những đứa kêu thôi mang đại đi rồi mai mốt hư những đứa mua đâu khác cho, kệ quý vị biết. Rồi thêm một cái nữa là Tết nhất nè, rồi bây giờ phải lên chương trình hát múa để cho giúp vui cho đại chúng nữa, quý vị coi đâu mà chương trình trong 7 ngày mà vui được. Nên từ bây giờ là tính đó nè. Nên quý vị coi mấy nhỏ gái nãy đó, nó hát đó, tập hát đó, nó thì cũng là giúp vui cho đại chúng thôi. Nên nhận đức thấy đưa lên tư tưởng năm nay á, ví dụ nhóm chị Thư bây giờ nít thì có rồi, chị phải lựa một số sồn sồn như chị á chơi. Bằng cách nào là mình á, hát hoặc là mình bắt một bài nhạc. Nên mấy chị đừng có cho mình già, bây giờ mới có 4 đứa con chứ già cái gì. Không có già nghe, đừng bao giờ cho mình già nghe chưa. Mình phải sống làm sao mà người ta nhìn thấy mình là người ta muốn tu à, chứ đâu phải là người tu là tiêu cực đâu trời. Tu là tích cực. Thí dụ như đối với mình là tu là để giải thoát. Giải thoát thì trong mọi hoàn cảnh là giải thoát, chứ không phải là cuộc sống mình thành tiêu cực đâu chàng, không phải. Thí dụ bây giờ anh Viễn học Phật đi, thì anh bước ra với bạn bè anh là người xã giao rất đẹp, rất đặc biệt luôn, rất là đặc biệt. Thí dụ ngày xưa gặp bạn bè uống bia đồ này kia, bây giờ mình ăn chay à, bạn bè nó mời mình cũng dứt ly, rồi xong mình không uống nhiều được, tại giờ biết Phật pháp rồi không uống nhiều, dứt ly tình bạn anh em vậy đó. Xã giao đối với xã hội người ta thấy quý mến mình nó, rồi khi ngồi nói chuyện thì mình cũng rất là bu lô bu la, rất là vui. Nhưng mà nó có những cái đạo lý đạo đức mình cần thiết đó, đẩy vào để cho các bạn mình nó được tiếp nhận Phật pháp. Vậy thì bạn bè nó nhìn thấy ô thằng này học Phật ngon nghe, nó thấy thằng này học Phật nó càng học càng đặc biệt, càng học càng vui đó, nó học theo. Nên nhóm chị Thư á là lựa một số cô khoảng 7-8 cô, 10 cô cái nhóm của mình, bắt đầu mình chọn vài ba bài hát tập đi. Mấy cô cũng tập, bạn nít cũng tập, là mấy cô cũng diễn luôn, rồi kiếm vài bộ đồ cho bạn vô. Hiểu chưa? Nó rồi thí dụ như một số mấy cô quen quen nè, nhóm chị Chi, nhóm cô Mai Mắt Kiến, nhóm mấy cô ngồi kế bên, nhóm cô sau lưng thì cộng tác lại, cộng tác lại thành một nhóm. Nó đưa lên một cái chương trình gì đó để mình thứ bảy chủ nhật đi đến đây nè, có thời gian tập chút vậy đó, để cái bữa đó đó thì tự nhiên mình được lên, mình có một cái nhóm của mình, con cái nó được rồi mình cũng được. Trời ơi, mình mà vậy thì nó vui biết nhiều, nói với vị. Rồi á, nhóm cô Diệu Xuân, thì cô Diệu Xuân rủ một số mấy cô bằng tuổi mình, lớn hơn chút mà chỉ cần chịu chơi. Rồi bắt đầu mình kiếm vài bài mình tập đi. Rồi bữa đó nhà Đức đưa vô chương trình trong 7 ngày đó đó. Mình Tết trộn kiểu này nó vui biết nhiều nói. Còn nhóm bà Chuyển thì bà Chuyển bà lựa số, tập đi. Đó bây giờ cứ rủ bạn đồng tu, những người mà đi đến đây tu quen quen á, chị em rủ nhau. Trời ơi, đây là ta tạo cơ hội hết trơn rồi còn gì nữa. Còn mấy ông nam mà làm được thì mấy ông làm đi. Ừ. Cái này đặc biệt đó nghe, quý vị biết rằng chùa chúng ta mà Tết năm nay là chắc chắn là mỗi buổi tối mà sinh hoạt là giá chót cũng là gần 1.000 người. Giá chót là gần 1.000 người ở đây chứ không giỡn đâu. Nên mình được sinh hoạt chúng mà mình được á, vui vậy là đặc biệt lắm. Nó thật sự rất là đặc biệt. Mỗi ngày thì phục vụ chúng sanh rồi tu nè, rồi 5 giờ chiều thì chúng ta lễ Phật thờ, 6 giờ 30 là chúng ta sinh hoạt chúng. Có nghĩa là tu không bỏ tu mà chơi cũng không bỏ chơi.
Thấy chưa? Có tu có chơi luôn. Trời ơi quý vị là ship rồi còn gì nữa. À, nó không có tiêu cực nha quý vị. Nên những đức nói quý vị bây giờ Tết năm nay bị sắp xếp gì sắp xếp sẵn đi. Nhưng mà Tết nhất cố gắng đi đến đây ăn Tết. Đây là sự bình an nhất à. Nó thật sự bình an. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, năm nay chúng ta có nguyên một cái nhà ăn ở trên đây thoải mái. Ôi quạt bao la, nằm ngủ mát đâu có nóng gì đâu. Những đức nói quý vị nghe, mình đi vô đây mình ăn Tết 7 ngày, mình có nhiều mặt mình tu phước duyên lắm. Tu phước duyên, phục vụ chúng sanh tu phước duyên, cười tu phước duyên, không nghe ngóng cuộc đời ngoài, ở ngoài đời hết trơn tu được phước duyên. Ngủ cúng dường cho mũi tu phước duyên. Đa dạng tu phước duyên luôn. Các vị thấy không, 7 ngày ở đây là đúng là tu phước duyên thù thắng. Rồi con mình á, mình dẫn nó vô đây luôn, không cần lo nghĩ chứ, mỗi ngày có nội bộ hết trơn trong đây. Ôi ô nó đặc biệt biết nhiêu nói. Nhưng đức đưa lên tư tưởng vậy đó. Rồi nhóm chị Mai cũng vậy, lựa vài bà sồn sồn chung nhau. Ôi ôi mấy bà cứ nghĩ rằng tôi lớn rồi, kỳ quá, cỡ quá, kỳ cục vậy đâu, mấy bà này ngộ ghê, gì đâu mắc cỡ. Trời ơi, người mình nó sống á, mấy cô suy nghĩ đi, mình là người học Phật Pháp á, mà chồng của mình không có chán mình là ngay cái chỗ là mình nó rất là mới mẻ. Mình có giáo dục, có đạo đức, mình vui vẻ, mình sống tốt, mình có tâm giải thoát, nhưng mà mình lại không có khó khăn nặng nề, không tiêu cực. Hiểu chưa? Chứ ai nói cái chuyện tu giải thoát là tự nhiên khó khăn tiêu cực đâu. Học Phật á, là áp dụng vào mình, chứ không phải là đem cái này mà áp dụng vào cái người chưa học. Không phải. Cái người cùng học thì áp dụng nhau dễ hơn. Nhưng cái người mà chưa học thì mình đừng có đem cái này mình đưa cho người ta áp đặt người ta. Nếu mình áp đặt người ta là người ta nói mình là người học Phật khó khăn. Hiểu chưa? Thí dụ những đức ở đây, những đức áp dụng vào cái đại chúng phù hợp, chứ những đức đâu có đem áp đặt vào cái người ta không tu đâu. Đâu có áp đặt vào người không tu đâu. Nên con người mình học đạo mà càng học càng dễ là do con người mình nó cởi mở ra. Quý vị coi vì sao mà có những người người ta học nền văn hóa giáo dục đồ này kia, người ta trở thành người khó tính. Người ta chấp tướng mà khó đó. Chấp tướng mà khó đó. Thí dụ như quý vị có cái quyền đi gì, đứng gì, ngồi gì, cái oai nghi gì là cái quyền của quý vị. Nhưng quý vị đừng bao giờ đem cái này để quý vị áp đặt vô cái người ta chưa tiếp nhận cái này. Nếu như mình đem cái đó mà mình áp đặt vô cái người chưa tiếp nhận cái này thì ta nói mình là người khó. Hiểu chưa? Mình được quyền phiên, nhưng mình đừng bao giờ áp đặt vào cái người không phải nằm trong phạm vi mình quản lý. Vậy thì quý vị vô cùng tự tại. Thí dụ như vợ mình, chồng mình, con mình là nằm trong phạm vi quản lý, thì chúng ta được quyền để sắp xếp họ làm sao hợp tình hợp lý với nhau. Nhưng mà mình ngoài cái phạm vi đó, mình đừng có đặt vào cho người ta để người ta cho mình là người khó tin. Vậy thì cái học đạo quý vị đúng là quá tuyệt. Càng học là càng thích 100% luôn. Đó, nên những đức nói rằng cái nền giáo dục trong Phật Pháp á, và cái nền giáo dục trong nhà nho đó, nó không có khó đâu quý vị. Mà là do con người học ra khó là chấp tướng mà khó, chứ ngoài ra không có khó. Nếu như mà học Phật mà khó quá, những đức không học đâu. Học Phật mà nặng nề quá, những đức sẽ không học 100% luôn. Nên những đức nói rằng là tất cả con nít vì sao nó thích đi đến đây? Vì nó có được cái không gian cho nó được vui. Quý vị coi bây giờ con nít mà nó ngồi gì cũng là hay lắm rồi đó. Nó cũng được rồi đó. Bây giờ quý vị coi vô trong cái lớp học đó, có 50, 60 đứa mà nó la âm sùm. Còn bây giờ vô đây là đứa nào nó cũng nghe, nó hiểu, nó không có la, nó không có nói chuyện âm sùm là cũng được rồi. Nhưng mà mong các con nghe được từ từ, nó thấm từ từ. Đúng không? Rồi thứ bảy tới đây là ngày 23. 23 là thứ bảy là chúng ta lớp đạo làm con cuối năm. Buổi tối đó những đức tổ chức sinh hoạt cho các con. Thì dụ nhóm chị Thư dài cháo cho nó lên, nó múa, nó hát gì đó. Thật sự mà nói mình nên tập cho con em mình trước công chúng nó dạng dĩnh, nó biết tu phước tu duyên với người ta. Thấy không? Rồi dụ như nhóm cô Chuyển mà lựa được vài đứa nhỏ nhỏ thì tùy cô,
có gì báo giùm cho những đức, những đức lên chương trình sinh hoạt cho các cháu cho nó vui. Rồi những đức đây bữa đó những đức nấu ăn cái gì á, những đức làm vài món đồ ăn, bữa đó mình không có mua đồ chợ. Những đức thấy mỗi lần sinh hoạt nên làm đồ ăn cho các cháu nó vui, đồ chợ thì nó ăn quen rồi nên làm đồ chùa chứ ha, ngon. Mà mấy món ăn trong chùa mình làm ngon lắm nghe, chịu cực chút. Những đức nhờ mấy cô trong chùa làm cho các cháu, nên á ngày 23 là thứ bảy á, ngày âm lịch á, là chúng ta tổ chức sinh hoạt cho các cháu cuối năm đó. Ngày 24 là tổ chức cộng tu cuối năm, cuối năm nó bữa đó để coi mấy vị trưởng đoàn. Những đức cũng trồng được đâu 50 cây mai. Để bữa đó những đức lặt lá xong coi nó có chỗ bông đẹp đẹp, tặng cho mấy cô trưởng đoàn mỗi người một cây mai. Trước nhất là gặp mặt rồi đặt tên đi, quen quen rồi dễ dễ gặp á, tại có 50 cây á, chứ không có dám mà kêu lên như bị hởm cái vụ mà mấy cái ba lô. Trời ơi mấy ba lô mắc cười muốn chết. Ví dụ như mấy bà trưởng đoàn thì được rồi, đúng rồi, mình kêu trưởng đoàn lên, mình thật sự mà nói nghe quý vị, cái vai trò người trưởng đoàn nó có một cái nhân duyên đặc biệt lắm quý vị. Họ mà dẫn người ta đi tu là người ta đi đông lắm, mà họ mà không đi làm như mắc cái đầu, người ta không biết làm sao người ta đi, cuối cùng người ta không đi được. Nên những đức ưa động viên cái người trưởng đoàn dữ lắm, tại vì cái công của họ có cái duyên đó, và quý vị phát tâm đi cũng có duyên rồi, nhưng mà cái đầu não nó dẫn đi, cái này quan trọng lắm nè. Nên từ đó những đức thường động viên cái người mà trưởng đoàn để cho họ dẫn người ta đi tu, chứ những đức có kêu họ cho tiền những đức gì đâu chờ đó. Bây giờ những đức đặt mấy cái ba lô để mà tặng cái ngày lễ á, thì có một bà mắc cười lắm, bà lên bà nói thầy con cũng trưởng đoàn nè thầy. Những đứa hỏi bà trưởng đoàn mà dẫn mấy người, bà nói dạ dẫn một người. Thầy tặng con cái đi, con dẫn một người đi, con cũng trưởng đoàn, nếu cần con kêu cái bà đó lên luôn, thầy cũng tặng bạn cái luôn. Nói trời, trưởng đoàn kiểu này chắc chết quá. Trưởng đoàn bèo bèo gì cũng là 50, 100 gì, cái này bà dẫn có một người bà cũng trưởng đoàn. Không thấy không, cái tình hình đó là quý vị thấy nó cũng không đơn giản đấy chưa. Nó nên á, thật sự mà nói, những đức có cái người bạn mà thấy bạn á trồng mai, rồi á thấy mà dưới quê đem mai lên được mấy chục cây, bây giờ không lẽ bây giờ mình kêu bạn đem qua đây để mình thông báo chủ nhật có ai mua giùm mua cho bạn, thì mình thấy thôi mất công thêm đó, thấy cũng tội nghiệp. Anh em chơi hồi nhỏ quý vị, từ 6 tuổi chơi chung, nhưng mà những đức quý người bạn này nhất là ngay cái chỗ này, nên con người những đức nói vậy đó. Quý vị biết á, hồi xưa mà lúc những đức á, ở dưới quê á, là những đức đi làm công cho nhà bạn. Nhà bạn thì có nhà máy xây lúa khá giả, mình đi làm công cho nhà bạn, nhưng mà bạn lại thích mình, chơi chung với mình như tình anh em thân thiết dữ lắm, không bao giờ nghĩ ngợi cái chuyện mình làm công cho bạn đâu. Thì quý vị biết mỗi lần mà đi chơi lúc tuổi khoảng 16, 17 tuổi dưới quê cũng đi chọc gái đồ này kia, đi cua gái đồ, chạy xe vòng vòng ngoài đường đồ, rủ bạn gái uống cà phê uống nước đồ, thì mình không có tiền. Mà mỗi lần chầu này thì bạn trả, chầu sau cái bạn khiều mình, cái đi ra ngoài cái bạn nhét tiền vô túi mình. Mà rất là nhiều lần như vậy, trong lòng mình cứ cảm thấy rằng người bạn này chơi đặc biệt quá, tình anh em quá đặc biệt. Rồi rất là nhiều lần người bạn này chơi với mình đặc biệt lắm, mà mình lúc nghèo đó, nghèo mà người ta đến với mình vậy là tốt, quý vị công nhận không? Thì sau này người bạn nó có vợ, còn những đức thì đi tu. Giờ bạn có vợ thì bạn cũng hơi khó một chút đi, nhưng mà những đức bây giờ rủ bạn lên đây để làm đồ chai bỏ lại cho chùa, là mình nghĩ tình bạn còn hơn anh em ruột từ nhỏ tới lớn quý vị. Quá thân rồi, khó kiếm người bạn nào được vậy lắm. Nên những đức tạo điều kiện cho bạn là bạn làm đồ chai đi, bạn đưa lại trong chùa, để những đức nắm rõ cái nguồn gốc làm đồ chai luôn. Rồi bắt đầu là thấy dưới quê trồng mai,
rồi quay chậu, rồi thấy cực quá, từ nơi đó rủ bạn lên để mong rằng là bạn biết Phật pháp, quý vị. Tình bạn quá thăng, rồi thấy đem lên 50-60 cây mai. Những đứa hỏi mai cây nhiều. Thì dưới quê mà quý vị, thì bạn nói là mấy cây nhỏ nhỏ thì cây na ở dưới quê bán được 500 à, là rẻ lắm đó quý vị. Mai chỗ bông hết rồi, nó nhỏ chứ có chậu rồi cũng cao cao bự bự rồi. Còn mai mà bự bự đẹp đẹp thì được có 800 ngàn, là dưới quê rẻ quá quý vị. Những đứa nói thôi vậy thì thôi để tôi lấy hết cho. Chứ bây giờ mà thấy cũng tội nghiệp, trời ơi, tình anh em mà. Mình đi tu chứ tình người đâu có mắc được quý vị. Bạn bè là bạn bè chứ sao mà đi tu mà mắc tình bạn. Khó thế nào mà chơi một người bạn mà chơi mấy chục năm mà không xảy ra một vấn đề gì hết quý vị. Đặc biệt ghê, không có xảy ra vấn đề gì hết. Nên từ nơi đó mà những đứa cũng dẫn dắt bạn giờ về hai vợ chồng đi lên trên đây. Rồi hai vợ chồng đều biết ăn chay, biết niệm Phật hết à. Rồi là mình thấy rằng cái tình bạn mình đến với bạn vậy là quá đặc biệt. Mình thấy mình mừng. Nên những đức mua hết 50-60 cây mai đó. Những đức nghĩ là thôi để lặt lá rồi đàng hoàng, rồi tặng cho những người hữu duyên là xong thôi. Người cây mai ví dụ như là mấy cô quen quen đồ nè, gần gần đấy nè, mình tặng cho cây mai đem về. Nói cái lọc của chùa, hiểu không? Nó mỗi lần nhìn cái mai cái A Di Đà Phật. Hiểu không? Hiểu không? Đó, như vậy đó quý vị, chỉ có vậy thôi. Chứ bây giờ mình chồng quý vị Phật tử đi vòng chùa hết rồi. Có thấy như đứa chồng cái mai nào đâu. Nhưng mà mình sợ mình nói mình mua mà tặng cho người ta thấy người ta ngại, nhưng mà thật sự nó là vậy đó. Bây giờ quý vị coi, bây giờ không lẽ những đứa trong lòng cái người những đứa nó cũng ngộ lắm. Thấy anh em bạn, không lẽ bây giờ mình kêu bạn đem mai vô đây, nó đứng trước cổng chùa mình nó bán. Tự nhiên mình thấy trời sao thấy tội nghiệp anh em bạn bè quá. Mà bây giờ mỗi lần bạn nói chuyện với mình lại xưng con với mình thì đứa nó thôi. Cứ xưng tên bình thường đi anh em bạn, mà cái gì đâu mà nói chuyện vậy thấy nó xa cách quá. Không có nên đâu. Nhưng mà bạn vẫn là giống như có một cái gì đó. Giống như bây giờ hơn nó nói chuyện là sợ mình. Sẽ tránh mình, sẽ sợ mình chút vậy đó. Thì mình nói thôi không sao đâu, anh em là anh em mà. Mình chỉ cần quý nhau là được rồi bạn ơi, không có gì đâu. Nên con người nhận đức á quý vị, nhận đức thích nhất là mình dù sau này sao nghe, vẫn thích là một con người đơn giản. Vẫn thích là một con người đơn giản, như đức nó bảo đảm 100%. Cả đời nhận đức sẽ không bao giờ xưng một tiếng thầy với bất cứ ai. 100% luôn. Không bao giờ luôn. Ví dụ như có những đứa bé nhỏ nhỏ nó vô trong chùa mình mà nó ngồi chơi, những đứa nói chuyện nó quá trời luôn á. Có đứa bé 10 tuổi, tội nghiệp ghê. Đứa bé 10 tuổi mà nó bị bệnh thẳng quý vị. Nay nhỏ sưng người lên tội nghiệp lắm. Mà bé dễ thương. Nhỏ tuổi mà nó biết nghe Pháp, nó biết niệm Phật, nó điềm tĩnh. Bị thẳng mà sưng người lên hết mà nó bình tĩnh lắm. Bữa đó nhà Đức đi mua dép cho mấy cô, nhà Đức mua cho nó đâu dép, nhà Đức đem về, nhà Đức tặng cho nó. Quý mừng. Quý vị biết mình phải có cái tâm vậy đó quý vị. Muốn độ người ta thì phải vậy đó. Nó đã có ăn tình rồi mình dạy người ta nghe. Ví dụ như người khiếm thị quý vị coi, họ nói chuyện nhà Đức kêu đừng có nói chuyện là họ im re. Là tại vì giữa nhà Đức với họ có ăn tình, họ thích nhà Đức quá. Hiểu không? Chứ họ đâu có dễ đâu. Đó nên nhà Đức chia sẻ những cái điều này cho quý vị nghe. Để mỗi một con người chúng ta học đạo á, quý vị nên sống đơn giản, bình dị. Và trong cái cuộc đời này á, quý vị đừng có nên hướng cao quá quý vị ơi. Chúng ta nên sống đơn giản, mỗi ngày có 3 buổi cơm được rồi. Còn cái đặc biệt nhất là chúng ta nuôi cái tâm giải thoát. Còn bây giờ các cháu gì nè, nó nghe gì thôi nhưng mà nó cũng có sự ảnh hưởng đó. Chứ không giỡn đâu quý vị, ảnh hưởng á. Bây giờ như Đức nói các con nghe, chỉ cần các con mà nghe được giáo dục, sau này các con chỉ cần làm cái vai trò là đối với cha mẹ mình nên có tâm phụng dưỡng. Đây là việc quan trọng. Đối với anh em mình đừng nên có cái tâm giành giật của cải. Đây là mắc cái nhân cách làm người dữ lắm. Tình anh em mà bây giờ anh được nhiều mừng, em được nhiều mừng chứ giành giật của cải làm chi. Cha mẹ cho miếng đất chỗ này mặt tiền, anh cho miếng đất chỗ này trong hẻm em. Mình được cha mẹ cho mình mừng.
không có cái tâm ganh tị gì hết. Đó là cái đạo đức làm người đó con. Rồi bây giờ các con tập nói thật, không nói lời giả dối. Thấy của ai rớt tuyệt đối không tham lam, không lấy của người ta. Các con nhớ nghe, bây giờ ở ngoài đời nó nổi lên cái chuyện mà con nít mà nó hút thuốc điện tử, trời ơi nhiều lắm. Bữa đó những đứa bắt được 3 đứa ăn trộm, mà mỗi đứa chỉ có 12, 13 tuổi à. 3 đứa, 7 đứa mà nó chạy hết 4 còn 3. Mà trong đó có đứa con gái thì tịch thu đồ nó là thấy hai thằng trai hút thuốc, còn nhỏ con gái thì hút thuốc điện tử. Nhưng Đức hỏi gói thuốc điện tử này nhiêu tiền con? Nó nói 250. Mà con kéo được 6.000 mấy ngao. Là kéo từng ngao mà được 6.000 mấy lần, là 270.000 à. Mà ngộ cái gói thuốc ngộ ghê, nó nạp điện luôn. Ôi ôi vậy đó nghe quý vị, mà nguy hiểm lắm á trời. Hút cái đó là quá chắc không đó con ưu. Mấy đứa nhỏ nhỏ đừng hút bậy bạ nghe con. Chỗ nó xanh xao vàng giọt thấy ghê lắm. Trời ơi đúng là con người ta bây giờ vì kiếm tiền mà ta hại con người ta không biết sợ tội lỗi hết chứ. Ghê quý vị ơi. Nên bây giờ nhà Đức nói các con ngồi đây nghe tuyệt đối không có thử nghe con. Đó là con gái nó hút đó, nhỏ đó đó. Còn hai thằng kia thì hút thuốc, ốm như ốm nhách à. Nhìn Đức nói, ủa sao mà các con vô đây ăn cắp đồ? Nói dạ, nhà không có đồ ăn, đồ uống hết trơn á. Con vô đây con định lấy bánh ăn thôi. Rồi á, bữa đầu tiên thì thấy 4 chiếc xe ngon quá, lấy 4 chiếc xe đạp. 7-8 đứa lấy 4 chiếc xe đạp. 4 xe đạp xong ngon quá, bữa sau vô giác thêm 2 cái thau giặt đồ đi bán. Thấy ngon quá, không nghe tin tức gì vậy nha. Bữa sau vô vớt thêm 6 thùng mì. Thấy cũng im re. Bữa sau vô mở tủ lấy đồ cúng đi thực. 6-7 ngày lấy liên tục. Cuối cùng như Đức kêu chú Tâm bên kia, tối đêm nay tập trung với bà già với mấy chú bao giây. Cuối cùng nó vô, nó sắp dép ngay ngắn đàng hoàng nghe. Là cái bữa tối đó là quý vị biết định lấy gì không? Nó lấy mấy cái bàn ăn cơm của các cụ, mấy bàn inox á, bàn tròn tròn á, là nó vô bắt đầu nó dọn mấy cái muỗng đũa, mà cái ống đũa nó dọn xuống hết. Rồi nó là nó định ghim bàn inox đi. Chợ nó coi như nhà nó vậy chợ. Giờ xong bắt đầu là chú Tâm ổng tính sẵn hết rồi. Cái ông mua một cái kèn, ông thổi một cái quéo, thì mấy bà già bà chạy ra bao dây. Mấy chú đồ bao dây. Vậy mà 7 đứa nó chạy hết 4, bắt được 3 đứa. Thấy không các con? Những đứa khi mà qua, những đứa gặp 3 đứa, những đứa nói chuyện, những đứa nói nè, thôi bây giờ á, 3 đứa bị bắt, 1 là đến công an, 2 là bị cạo đầu. Đến công an thì khỏi cạo đầu, mà đến công an thì nó quýnh các con. Còn nếu không muốn đến công an thì những đứa cạo đầu, cạo chùi lũi hết. Cạo đầu chùi lũi hết. Nó xong nó nói dạ con không muốn đến công an, mà con cũng không muốn cạo đầu thầy ơi. Nó không cái gì, cái chọn hướng thôi à. Bây giờ cạo đầu, những đứa kêu 3 chú cầm 3 cái cầm đơ ra. Cái những đứa bật lên cầm đơ kêu xè 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 xè. Đứa nào đứa nấy nó ôm cái đầu nó lại. Cái những đứa kêu 2 chú kia kéo cái tay nó ra. Những đứa lợi, những đứa nhấp tóc nó, cạo cái đầu 3 đứa đầu chủ lũi hết. Xong á, quý vị biết cạo đầu nó chủ lũi hết trơn á, là mình có ý. Vì nó cái đầu nó chọc lóc, nó đâu có dám về nhà. Rồi bắt buộc nó phải ở đó trong vòng thời gian để mà chờ tóc ra. Rồi mỗi ngày á, nó phải đi tu cùng với mấy chú trong chùa. Kệ biết đâu mình rèn luyện vậy, mai mốt nó có kết quả hay sao quý vị? Hiểu không? Nó nên chơi đầu chủ lũi hết trơn à. Đó là ăn trộm đó nghe. Nó xử ăn trộm mà cách đó đó.
Nó thì mai mốt á, mà ăn trộm vô là mình đưa lên tư tưởng, bắt được ăn trộm là cạo đầu. Nó sợ. Sợ hú hồ hú vía. Bắt được ăn trộm là cạo đầu, giống nó vào do hết trơn á. Nên cạo cái gọi là cái trượt ác này cho nó sạch sẽ đi. Nói quý vị coi á, không con nhỏ xíu xiu vậy mà không được giáo dục đi ăn trộm ăn cắp. Những đức nói có con ơi, bây giờ con ăn cắp được 10 lần đi chót lọt, chỉ cần một lần mà tao bắt được tao quýnh dữ lắm, thê thảm lắm. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ vô chùa, những đức dạy con này đừng có đi ăn trộm ăn cắp của người ta. Từ khi còn nhỏ một món đồ nhỏ cũng không được lấy nữa, thì nó không có tập cái thói quen ăn cắp, các con nhớ. Nên từng nào mình cũng nhắc cái chỗ này, viết lâu ngày vì các cháu nó có sức cảnh giác cao độ, nó không đến nỗi hư hỏng đó. Nên chùa mình thì từng nào thứ bảy cũng có mấy cái người mà sinh nhật nè. Ngày hôm nay như 12 người nè. Quý vị nhớ nghe, ngày sinh nhật là ngày mà cha mẹ mình sinh mình nó khó lắm. Mà nhiều người chúng ta bây giờ không hiểu, cả người lớn luôn quý vị. Ngày sinh nhật này là ngày đi nhậu nè, ngày đi đãi tiệc nè, ngày mua đồ ăn ngon nè. Quý vị coi đi ngược lại vấn đề rồi. Bây giờ ngày đó mẹ mình gặn muốn chết luôn mình mới ra. Bây giờ ai ở đây đã từng đẻ rồi phải gặn khổ không? Vậy đó mà cái ngày đó đó mình lại đi ăn nhậu để mình mừng ngày mà được sinh ra. Quý vị nhớ nè, ngày á mà Phật đản sanh mình mừng là đúng. Vì mẹ của Phật á, đâu có gặn như mẹ mình. Mà Đức Phật sanh ra là từ bên cái vai phải của mẹ bước ra, thấy không? Mà khi mà mẹ là hoàng hậu á, mà sanh thái tử Tất Đạt Đa ra đó, là khi mà mang thai là vui dữ lắm quý vị. Chứ không phải mẹ mình mang thai mà gọi là ốm nghén mà ăn uống được đâu. Mà khi mà bậc thánh nhân ra đến thế gian đó là mẹ người ta vui lắm khi thọ thai người ta, hiểu không? Nên á, cái ngày mà Đức Phật đản sanh mình mừng là đúng, còn mẹ mình là mình không mừng được. Mà mình phải tưởng nhớ cái ngày đó bằng cách là mình phải tu nhân tích đức. Mình phải đúng ra là phải bỏ một ngày đi niệm Phật ngày đó luôn. Rồi mình phải làm việc thiện gì của ngày đó để mình hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống và cầu siêu cho cha mẹ đã chết thì đúng. Còn cái này mà mình dựa vào ngày đó để mà mình đi ăn nhậu, mình tổ chức rồi có những đứa bé còn đòi quà của cha mẹ, không biết ơn mà còn làm cho cha mẹ bận tâm là không đúng. Nên bây giờ chùa mình mỗi tuần thứ bảy là chúng ta lấy một tuần trong ngày, trong cái tuần đó là cái ngày, trong tuần đó đó là bắt đầu là chúng ta nêu lên cái ngày sinh nhật đó của những người ở đây. Những đứa tặng mỗi người một món quà là cái tượng nhỏ Bồ Tát Quán Thế Âm. Và chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu chung với nhau để hồi hướng cho cha mẹ chúng ta còn sống cầu an, và hồi hướng cho cha mẹ chúng ta đã mất cầu siêu. Không có tốn tiền tốn bạc gì của cha mẹ mà còn hiểu được cái nguyên lý của ngày sinh nhật là ý nghĩa làm sao. Để mỗi một người chúng ta hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên mình làm đúng và dạy đúng. Đây là cái điều mà Như Đức nói sơ qua chút xíu. Âm thanh quý vị nghe không quý vị? Cái lo chỗ Như Đức sao ồ ồ. Thôi để đại đừng dịch tới lui nữa. Mỗi tuần thứ bảy cái lớp đạo làm con chúng ta càng ngày càng phát triển. Nhưng Đức thấy rằng dù cái xã hội có phát triển cỡ nào đi chăng, nhưng cái nền đạo đức con người cần phải học, nó không phải xưa đâu, chắc chắn luôn. Cũng như cái đề học này nêu lên rằng nếu dạy con cháu về đạo đức, con người biết thương con người, nói lời chân thật, không có lường gạt ai, thì cái gia đạo này chắc chắn là thịnh vượng,
chắc chắn. Còn nếu như mà một gia đình có giàu sang cỡ nào, nhưng nếu con cháu mà không có tiếp nhận giáo dục thì gia đạo này chắc chắn là gia đạo suy thoái 100%. Nên những đức để ý, nếu như một con người mà được tiếp nhận giáo dục thì cái hành động sống của người ta nó cũng tuyệt vời và có niềm vui. Còn con người mà chúng ta không được tiếp nhận giáo dục thì con người chúng ta sống giống như là nó không có ngày mai, nó cứ lầm lũi mãi, không có lối thoát. Như bây giờ những đức ở trong chùa tu, nhưng mà thấy một số anh em ngoài đời mình vô mình tu giống như nó trở thành tình bạn với nhau vậy. Rồi một số các cô cũng sồn sồn tuổi cỡ mình vô chùa tu cũng cùng chung tay nhau, mỗi người cũng chung tay góp sức để mình đem nền giáo dục của Phật pháp mình mở rộng ra. Thế tự nhiên cuộc đời mình thấy nó có ý nghĩa vô cùng. Có những người tự nhiên mình sống mình nghe Phật pháp cái tự nhiên mình không có còn cái tâm mà chi cầu về danh lợi nó nhiều quá. Tự nhiên con người mình nó thường biết đủ là nó thường vui à. Còn nếu như mà con người mình mà không nghe Phật pháp là nó không bao giờ biết đủ đâu. Mà nó đã không biết đủ thì tự nhiên con người mình nó cứ lao theo vật chất mãi, nó không có điểm dừng luôn á, mà khó có được niềm vui dữ lắm, phải nhớ. Cũng như ngày hôm nay chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị, cái số lượng người quá trời đông. Những đức cứ ngồi ngẫm nghĩ mình nói, cuộc đời mình đi tu chưa bao giờ mình dám suy nghĩ rằng là bây giờ mình làm bao nhiêu chương trình lớn gì luôn á trời. Mình sao mà dám suy nghĩ, thật sự không dám suy nghĩ đâu. Nên mỗi một con người chúng ta, khi mình thấy một người đã hư hỏng này kia đâu, nhưng mà cái số phận của con người đó mình cũng không biết được, họ có khi đến một ngày nào họ phát triển lạ thường. Cũng như chính bản thân của những đức mà chính mình mà còn có khi mà còn không ngờ mình mà làm những việc như ngày hôm nay. Đây là rõ ràng luôn, chính mình còn không ngờ mình, không chi là mà người khác mà có thể dám nghĩ tới cái chuyện như ngày hôm nay. Tự nhiên mình làm những cái chương trình khiếm thị, chương trình lễ hội, chương trình này chương trình kia, rồi đưa lên phương pháp tu khắp nơi, người ta áp dụng, người ta tu, rồi có thêm cái lớp đạo làm con mỗi tuần thứ bảy mà đông đúc gì. Quý vị coi, tự nhiên những đức vô trong ngôi Tam Bảo, tự nhiên đức làm bao nhiêu chuyện à. Mà tất cả những cái sự việc này những đức làm nó không phải theo cái quy trình học tập gì chứ, giống như nghề dạy nghề, rồi tự nhiên nó cứ làm cái rồi tự nhiên ấy, làm một chút biết một chút, biết một chút làm một chút, rồi cứ làm từ từ, rồi tự nhiên cái rồi tự tin mình rằng là mình làm được, rồi cứ vậy rồi cứ làm luôn vậy đó. Rồi thấy bây giờ là chương trình gì những đức cũng tổ chức được hết trơn rồi đó. Mà nhớ nghe, cái gốc là ngay chỗ câu Phật hiệu nghe. Cái gốc ngay câu Phật hiệu mà những đức làm tất cả việc được hết. Nếu mà những đức bỏ cái gốc niệm Phật mà những đức chạy theo cái lớp đạo làm con này là tức khắc mất gốc liền, không có dạy được, lạ vậy đó. Như cái lớp đạo làm con của mình bây giờ, các cháu về đây á, đứa nít nào về đây ít gì nó cũng ngồi nó niệm Phật được 20 phút địa chung đấy chứ. Là cái sức ảnh hưởng, là cái duyên đó đó, là tự nhiên nó kết với tịnh độ rồi đó. Mà tự nhiên con cháu mình mà nghe đạo, biết niệm Phật, biết tu, nó hiểu nhân quả. Quý vị biết rằng mình nuôi một cái mầm non này mà tương lai nó hiếu với mình á, không phải là quý vị khéo dạy gì đặc biệt quá đâu, mà là do quý vị đem một cái tư tưởng Phật pháp quý vị đưa cho nó. Khi nó hiểu định luật nhân quả rồi, bây giờ quý vị kêu nó bắt hiếu với mình, nó cũng không bắt hiếu nữa. Tại vì nó hiểu rồi sao bắt hiếu. Vì bản thân con mình bắt hiếu với mình thì nhất định là con nó sẽ bắt hiếu với nó. Nó hiểu về cái việc này rồi thì tự nhiên tức khắc nó sẽ hiếu với cha mẹ nó liền. Nhưng mà một con người học Phật rồi á,
họ sống cái tâm trạng của họ nó vui cái hướng đạo đức dữ lắm. Những đức nói nghe, mình mà hướng đến đạo đức mình vui dữ lắm. Cái này là 100% con người những đức là xác thực nhất luôn nè. Tại vì những đức đã hướng về xã hội 11 năm thành phố, những đức đã chơi rất là nhiều thứ à. Và những đức so sánh với cái việc mà ở trong chùa mà hướng đến đạo đức và hướng đến cái hư hỏng và quậy phá ăn nhậu á, thì bây giờ những đức để một bên đây là hư hỏng ăn nhậu quậy phá đủ trò, còn bên đây là hướng đến giáo dục đi. Những đức nói với vị nghe nghe, cái niềm vui của ngoài thế gian á, nó chỉ đáp ứng cho quý vị có được cái cảm giác chỉ có 40% thôi. Đó là có thể chơi được, có thể biết cái này cái kia đó, mà được chỉ có 40% thôi. Như vậy mà cái niềm vui trong Phật Pháp nó cho quý vị là tới 100%. Kinh khủng không? Đây là xác thực 100% luôn nè. Chính bản thân những đứa không phải đi tu còn nhỏ, mà những đứa cũng già rồi mới đi tu, 29 tuổi rồi mới đi tu. Nó tờ giấy này cũng lem luốc hết rồi, nên những đức xác thực rõ ràng là từ đời lãng đạo. Nên những đức nói rằng một con người mà chỉ cần mà hướng đến giáo dục là con người mình rất là vui. Cũng như ngày hôm nay nè, những đức tổ chức chương trình khiếm thị nè, trời ơi, trong lòng những đức nó vui đừng có nói nữa. Cái cảm giác này thật sự mà nói mình làm mình sẽ biết liền à. Nó vui mà rõ ràng, người xưa nói câu rất là hay: cái người cho còn vui hơn cái người được nhận. Nếu như quý vị mà chưa cho thì quý vị chưa hiểu đâu, mà quý vị chưa biết phát tâm cho thì quý vị cũng không cảm giác được luôn. Nếu như thật sự mà phát tâm cho mà hiểu nghe, rồi quý vị sẽ cảm giác được cái câu là người mà cho ra còn vui hơn người được nhận. Chính bản thân những đức hướng dẫn chương trình khiếm thị hồi sáng á, quý vị biết rằng ngồi nói khô cuốn họng, sắp xếp bao nhiêu chương trình cả một tuần lễ, chuyện này chuyện kia, rồi bố trí nhân sự quá trời luôn. Rồi hồi tối gặp mấy cô sắp xếp đâu tới 9 giờ mấy vậy đó, mà sáng hướng dẫn người ta, rồi khuyên Phật tử cho tiền khiếm thị, còn riêng bản thân mình thì ngồi đó ly nước còn chưa có uống. Có cô đó lỡ bà cho được 2.000, này là 100% luôn. Bà lỡ bà nói: tại thầy cho con xin kết duyên với thầy. Nó à, được cô kết duyên, bà đưa 2.000. Mà cái tâm của mình rất là tùy hỷ, vì trong số lượng đông người đó mà chỉ có mình bà này cho mình được 2.000, chứ có ai mà ngó ngàng tới mình được cắt bạc nào đâu. Nên nguyên một cái buổi hồi sáng á, là có một bà đó là cho những đức được 2.000, còn không có ai ngó ngàng tới những đức một cắt luôn. Có nghĩa là người đi qua kẻ đi lại không ai nhìn tới cái mặt mà cho một cắt luôn. Vậy đúng cái cô đó cho được 2.000, thì trong lòng mình, trời ơi, mình cầm 2.000 mà mình cảm ơn đừng có nói nữa. Rồi xong mình đứng lên, khi mà mình đi về mình đứng lên mình bỏ vô thùng Tam Bảo luôn, để cho cái công đức Tam Bảo nó mới thù thắng đối với cái tâm người ta cho mình được 2.000. Vậy đó quý vị, mà cứ khuyên người ta là cứ cho tiền mấy người khiếm thị đi, cứ cho họ đi. Mình nghĩ rằng bây giờ mình có cơm ăn áo vặn, mình có cuộc sống rồi, bây giờ mình mong họ có thêm miếng nữa đi, thêm nữa. Mình nghĩ vậy, tự nhiên cái quý vị biết rằng trời ơi, nó trong lòng nó vui. Bởi vì cái niềm vui này, tại sao mà mình làm hoài không biết mệt? Vì nó vui quá mà làm sao mệt. Nó quá vui khi làm việc thiện mà làm sao mệt, thưa quý vị. Nếu như ai mà đã từng phát tâm làm việc thiện mà làm lợi ích cho người, mà nếu quý vị chân thật mà phát tâm làm điều này, quý vị mà có niềm vui đi, những đức nói quý vị sẽ không bao giờ bị mệt mỏi, mà càng mệt thì càng thấy nó thích. Tại vì sao? Vì mình nhìn ra được cái ý nghĩa của cuộc đời mình, mình làm được những việc có ý nghĩa trong cuộc đời, nên mình thích dữ lắm quý vị. Nếu như những đức nói những điều này mà ai mà đã làm và có cảm giác đó nghe,
thì chắc chắn quý vị sẽ thấy rằng ồ, thầy này nói đúng thiệt. Tại vì cái niềm vui mà khi cho ra nó đặc biệt lắm quý vị. À, mà cho đúng nơi đúng chỗ, đúng không? Nó giờ khiếm thị vậy. Như hồi sáng thì Đức nói một câu, bây giờ á, người khiếm thị người ta được nhận tiền vậy, người ta cầm tiền người ta cho người khiếm thị quá trời luôn. Bây giờ mình lỡ mình dự chương trình khiếm thị, mình không có một cắt nào mình cho chứ. Mình đứng đó mình nhìn, mình cứ cười mím mím, mình ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Ờ, người khiếm thị được tiền mừng quá, mừng giùm người khiếm thị quá. Người khiếm thị được tiền mừng quá, ai với đạo Phật. Cứ vậy thôi. Rồi bắt đầu họ đi ra, họ đi lụm cụm không thấy đường, mình dẫn họ đi. Nhiều đó thôi. Thì cái chuyến đi quý vị dù không có một cắt cho người ta đi chăng nữa, mà hồi sáng quý vị dự chương trình đó thì quý vị tạo ra cái phước báo nhân duyên và công đức thì vô cùng là lớn. À. Rồi bắt đầu là những đức sẽ đọc những cái tên mà những người mà ngày nay sinh nhật nè, quý vị lên đây nghe. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang 51 tuổi, Đàm Thị Ngọc Khánh 12 tuổi, Nguyễn Ngọc Yên Đan 10 tuổi, Lê Ngọc Trà My 16 tuổi, Thái Thị Ngọc 28 tuổi, Đào Thị Hoa 60 tuổi, Phạm Gia Khang 5 tuổi, Nguyễn Trúc Phương 6 tuổi, Văn Viết Danh 10 tuổi, Nguyễn Thị Phương Thảo 11 tuổi, Ngô Quốc Huy 3 tuổi, Trần Sang 13 tuổi. Lên đây nghe. Đó, từng nào cũng gì đó. Cái này là gì con? Con này heo ngộ ha. Không heo dễ thương ghê. Có nhiều cháu nha quý vị, rất là dễ thương. Bỏ ống heo ngày sinh nhật đem lại cúng dường Tam Bảo cho thầy nuôi các cụ già. Rồi con nguyện đem công đức cúng dường Tam Bảo này, con nguyện cầu an cho cha mẹ của con và cầu siêu cho ông bà của con. Quý vị cho chàng pháo tay quý vị nha. Đó, thấy hay không? Này là phúc báo đó nghe. Con heo này con bỏ lâu chưa? Con bỏ lâu rồi. Là bao lâu con? Mấy tháng? 2 tháng. Bây giờ nó no chưa con? No rồi. No rồi. Thấy không? Quý vị biết rằng người tu mình nghe, ngày xưa những đứa làm thợ nấu đó quý vị. Con heo là những đứa cầm cái dao đứt đâm vô cái cần cổ nó cái xẹt. Mà đâm heo sống á. Xẹt xẹt luôn, ghê chưa? Mà vậy mà bây giờ những đứa đi tu quý vị. Con heo đắt này mà những đứa không nỡ đập. Mà giờ không đập làm sao lấy tiền? Thấy không? Không có đập quý vị. Bây giờ hổm á, đem mấy con heo lại á, những đứa kêu mấy cô á là làm cái lỗ nhỏ nhỏ ở dưới lấy tiền ra thôi, còn con heo để yên nguyên. Xong á, treo ở dưới, để dưới cái chỗ mà cái sạp đồ của mấy cô dưới á, đẹp lắm. Heo này cũng dễ thương nè con. Mình không có đập nó được đúng không con? Dễ thương quá ha. Đó, nên á, tất cả các cháu nhỏ tập vậy thì cái phước duyên các con rất là lớn nghe. Đó, ngay ngày sinh nhật vậy đó, những đứa nêu công đoạn lên nè, tặng con món quà nè con. Rồi, đứng đó đi. Ai với Đạo Phật. Các bạn nhỏ nhỏ nên tập vậy, sau này phước báo con lớn lắm nghe. Nè con, đây. Nè con. Thằng trai lại đây con. Mấy cháu này người ta ngoan lắm nghe, người ta tặng quà, người ta niệm câu A Di Đà Phật à, dễ thương. A Di Đà Phật. Đây, A Di Đà Phật. Nè con gái. Còn ai không? Đây. Còn không? Rồi bây giờ chúng ta chắp tay lên niệm 10 câu Phật hiệu nghe. A Di Đà Phật. 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 Chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy khi chúng ta học lớp đạo làm con xong có chương trình phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là thù thắng. Thí dụ như con cháu của mình mà có những đứa đi đến đây nó hỗn ẩu hoặc bất hiếu cũng do từ cái nghiệp sát sanh mà ra. Nên những người mà chúng ta mà mang thai mà tẩm bổ bằng những loài động vật sống đồ này kia đồ nhiều là sau này có khi những đứa con nó lại sanh ra những cái nghiệp quả mà nó tự nhiên khi sanh cũng khó khăn, mang thai cũng khổ, mà khi đẻ ra mà nuôi nó cũng ngổ nghịch với mình. Nên cái công đức phóng sanh này là nó quá giải cái nghiệp chướng. Khi nó quá giải nghiệp chướng rồi thì con mình mà đến mà nó bất hiếu với mình, nó quá giải rồi nó trở thành có hiếu. Đứa con mà mình dạy không nghe, nhờ công đức phóng sanh này mà từ từ tự nhiên nó chuyển hóa nghiệp chướng thì nói nó nghe. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn, nên chúng ta nguyện đem toàn thể công đức niệm Phật rồi nghe chia sẻ lớp đạo làm con và phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có cái nơi gì để mà mình học tập, mình ở, mình tu các con. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ các con khi còn sống nè, rồi tất cả các cháu trong gia đình và gia quyến của tất cả hàng Phật tử coi qua chương trình này, chúng ta đều được bình an và gia đình sống được hạnh phúc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thả những con chim này, nó rất là biết ơn mình vì nó cũng muốn sống như mình muốn sống. Nên các con, một con ruồi, con muỗi, con kiến, mình không có giết nó vì nó muốn sống cũng như mình các con. Vậy thì phước duyên các con rất là lớn. Bây giờ chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xong chúng ta thả chim nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.